vị, chúng tôi là Thiên Hương, Phạm Đình Nga và anh chị em đoàn du ca Nam Cali. Xin kính chào quý vị. Cho dù sống rải rác khắp nơi trên thế giới, người Việt Nam cứ đến mỗi độ tháng tư về là không khỏi chăn trở, hoài niệm về ký ức của một biến cố. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà toàn cõi nước Việt Nam bị nhuộm đỏ, ngày nước mất nhà tan. Hôm nay, đoàn du ca Nam Cali xin kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi dành một phút để mặc niệm đến những anh hùng liệt nữ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, những vị sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những vị tù nhân chính trị đã bỏ mình trong các trại tù cải tạo khổ sai và những đồng bào đã mất mạng trên con đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Và cũng xin quý vị cùng hướng lòng về quê nhà xa xăm. Xin dành một phút để cầu nguyện cho những người, những đồng bào Việt Nam còn đang bền bỉ đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Một phút mặc niệm và cầu nguyện bắt đầu. Trên thế giới, hãy đoàn kết lại, hãy cùng cất tiếng đòi tự do cho muôn triệu đồng bào ta. Xin mời quý vị cùng bước vào chương trình nhạc du ca tưởng niệm tháng Tư Đen với chủ đề Tiếng Hát Tự Do.
trưởng Hoàng Ngọc Tuệ là chủ tịch đầu tiên của phong trào du ca Việt Nam. Anh cũng hiện đang là chủ tịch đương nhiệm của phong trào du ca Việt Nam trên toàn thế giới và là trưởng cố vấn của đoàn du ca Nam Cali. Chúng em xin mời trưởng Hoàng Ngọc Tuệ có đôi lời cùng quý vị. Trước hết, tôi xin có lời cảm ơn đoàn du ca Nam Cali đã có nhã ý mời tôi phát biểu đôi lời nhân dịp kỷ niệm tháng Tư Đen lần thứ 47 năm nay. Trước hết, tôi xin gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến quý cụ, quý ông bà, anh chị em và các bạn du ca trên toàn thế giới. Trước tiên, chúng ta phải khẳng định với nhau một điều. Đối với cá nhân, điều quý nhất là tự do. Còn đối với chế độ chính trị thì điều cao cả và quý báu nhất là dân chủ. Chủ đề video năm nay là tiếng hát tự do, lấy từ bài tiếng hát tự do của anh Nguyễn Đức Quang sáng tác. Tự do với nội dung đầy đủ của nó phải là tự do tư tưởng, tự do diễn đạt, tự do phát biểu. Nhưng thang ơi, nhìn về đất nước Việt Nam, chúng ta không thấy có một chút tự do nào cả. Tự do là niềm khao khát sục sôi và là mơ ước của mọi người trong xã hội văn minh. Nhưng nó chỉ có ý nghĩa khi tự do là điều mà mọi người dân được thừa hưởng. Đối với chế độ cộng sản, tự do không có nghĩa ngoài chuyên chính và ngoài tu đầy. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày chúng ta kỷ niệm tháng Tư Đen năm ấy. Đến nay, quyền tự do ở trong nước mỗi ngày càng bị hạn chế. Bạo lực và tù đầy là hai phương tiện của chế độ cai trị hiện nay ở trong nước. Và một chế độ lạc hậu nhất của nhân loại. Chúng ta không than vang với quá khứ, đau buồn, mà hãy lạc quan hướng về tương lai để bền bỉ tranh đấu cùng với nhân dân trong nước cho Việt Nam một ngày tự do và tư sản. Tất cả chúng ta đã cầu nguyện trời Phật và Thiên Chúa giúp cho dân tộc Việt Nam sớm được tự do. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn. Xin cảm ơn trưởng.